Lạc Dương có nhiều ưu thế để phát triển các loại cây dược liệu như là atiso, đương quy, bồ công anh, các loại sâm và nấm. Lạc Dương xác định thu hút đầu tư vào các dự án bảo quản sơ chế nông sản, dược liệu theo hướng công nghiệp sử dụng công nghệ cao trong sản xuất, sẽ góp phần nâng cao giá trị nông sản, tăng tính cạnh tranh cho sản phẩm nông nghiệp và giảm thiểu rủi ro trong sản xuất của bà con nông dân. Từ tháng 5 năm 2021, huyện ủy Lạc Dương đã ban hành nghị quyết thu hút đầu tư công nghiệp chế biến nông sản, dược liệu trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025. Trong đó, nhấn mạnh vai trò trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện việc thu hút đầu tư phát triển công nghiệp chế biến nông sản, dược liệu. Đề cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu các cấp ủy đảng, chính quyền trong việc tổ chức các hoạt động hội chợ, triển lãm xúc tiến thương mại nhằm quảng bá hình ảnh, mở rộng thị trường đầu ra cho sản phẩm của địa phương. Đặc biệt là huy động tối đa các nguồn lực để đầu tư cơ sở hạ tầng cụm công nghiệp tại tiểu khu 9597 xã Đại Nhiêm để đưa các cơ sở chế biến hiện có trên địa bàn vào hoạt động tập trung, cũng như thu hút các dự án đầu tư mới. Ưu tiên đối với các dự án xây dựng nhà máy chế biến cà phê, atiso, chuối và các dự án sử dụng công nghệ cao trong sản xuất, có hợp đồng bao tiêu sản phẩm thân thiện với môi trường.